chào tất cả quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Thì hôm nay là khách hàng của Minh Thiên đang đặt bên em làm cho một cái khuôn để đúc ra một cái cây giả. Đấy. Thực ra thì cây giả này thì tùy theo kích thước nhá. Đó, cao bao nhiêu và to bao nhiêu thì cũng đều có thể làm được các bạn. Cái khuôn này thì đơn giản thôi. Bên Minh Thiên đều làm được. Đấy, thay cho cái việc là làm cây giả thì đang phải uốn bằng sắt. Uốn bằng sắt và quấn vải. Quấn vải. Đó, và sơn một lớp phủ bột cám cưa và sơn phủ bột cám cưa bằng keo. Chưa, hiện tại đây là người ta chưa sơn bằng keo để làm giả một cái gốc cây. Đó. Xong sau đó là về để họ cắm hoa. Đây là cái phần dâu ra này, dâu sắt ra để cắm hoa. Đó, hoa và lá. Thực ra thì nếu khách hàng sử dụng sản phẩm này thì cũng rất dễ tiêu thụ vì là ai cũng có nhu cầu để dùng trang trí. Thì cái này thì bên em làm tốt. Thay cho cái việc là chúng ta phải làm bằng tay thủ công thì các bác đúc khuôn ra. Đó, có khuôn rồi các bác đúc ra là có một cái sản phẩm cây giả như thế này bằng xi măng. Đó, bằng xi măng cốt thép. Thì thứ nhất là nhanh. Thứ hai nữa là nó khỏe, bền. Đó. Cái cây này ấy, thì chúng ta đúc ra thì cứ có khuôn là đúc ra sẽ nhanh hơn cái việc mà chúng ta phải uốn bằng tay. Thứ là hai nữa là bên em sẽ làm y như thế này luôn để cho khách hàng về là khách hàng đúc khuôn ra, dỡ ra thì là đều có chỗ để cắm dâu sắt. Đây là các phần dâu sắt đây nhá. Cái phần dâu sắt này là để cắm hoa và cắm lá đây. Đấy, hoa nhựa và lá bằng nhựa. Thì chúng ta thử sử dụng là được rất lâu dài. Tắt đi tại sao này nói ngọng thế nhỉ?